Vùng biển thường là những nơi cung cấp một lượng lớn các loại hải sản tươi ngon. Và loại cá chỏng vùng bãi ngang ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An thì lại đặc biệt thơm ngon. Cá chỏng hay cá chỏng cơm thường được đánh bắt vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Do được hấp sấy và phơi khô nên nguồn cá này thường có quanh năm. Cá chỏng cơm với cá cơm khác, ngoài điểm tương đồng là có hai sọc sáng, bạc lân tinh chạy song song hai bên mình. Nó lớn hơn các giống cá cơm khác từ 3 đến 4 lần. Toàn thân có màu trắng trong như cọng của giá, chứ không phải màu xám sẫm hay màu trắng lợt. Cá cơm có nhiều loại như cá cơm sọc tiêu, cơm than, cơm đỏ, sọc phấn, phấn chì, cơm lép. Nhưng ngon nhất là cá cơm than và sọc tiêu. Cá chỏng cơm là loại cá có kích thước nhỏ. Họ cá cơm, thịt dai và thơm ngon. Cá chỏng cơm được đánh bắt và chế biến ngay khi còn tươi, qua nhiều công đoạn phơi khô, làm sạch và tẩm ướp gia vị. Cá chỏng cơm đặc biệt không có vị tanh sau khi nướng như các sản phẩm cá khô khác và có vị ngọt tự nhiên. Cá chỏng cơm có thể chế biến thành nhiều món ngon rất đưa cơm trong mùa lạnh như cá chỏng cơm rang với mỡ lợn, cá chỏng cơm rang thịt ba chỉ, kèm cá chỏng cơm rang khô mặn mòi vị biển cả quanh mâm cơm sum họp. Món ăn tuy đơn giản nhưng lại ấm lòng, chẳng thua kém bất kỳ thứ cao lương mỹ vị nào. Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với toàn thể các bạn là món cá tỏng, cá cơm khô, sim mặn ngọt. Đây là cá cơm mà ở vùng biển Quỳnh Dị, Bãi Ngang chúng tôi là đánh bắt được và phơi rang khô đây. Nguyên liệu để làm món cá cơm khô, sim mặn ngọt gồm có: thứ nhất là nước mắm, thứ hai bột ngọt, ba là đường, dầu ăn, tiêu, hành tím, khố tím và tỏi, ớt. Đấy, đó là nguyên liệu để chúng ta làm cái món cá cơm sim mặn ngọt. Cá cơm này mình mua về, mình ra chợ mình phải lựa con nào nó xuôi với lại lò cá nó trắng mà không có màu đỏ. Sau khi mình đã mua cá về, đã ứng ý rồi, mình cho cá vào rửa sạch. Sau đó mình vớt cá ra. Để đi vào chế biến, trước hết là mình lấy tỏi và hành. Sau khi mình đã băm hành tỏi rồi, mình cho chảo lửa lên. Đấy, cho dầu ăn vào. Chờ cho dầu thật nóng, sau đó mình cho hành và tỏi mình đã băm sẵn đây. Cho vào phi thơm. Sau khi hành và tỏi đã phi vàng, mình sẽ cho cá cơm vào. Mình đảo đều cá.
Sau khi mình thấy cá đã vàng, nhất mình cho bột ngọt. Các bạn sẽ cho một thìa bột ngọt. Thái đường. Các bạn sẽ cho hai thìa đường. Các bạn đảo đều. Các bạn lưu ý khi mà để làm cái món này, cho đường và bột ngọt vào, mình phải cho ga nhỏ lại để cá nó không bị cháy. Tiếp theo mình sẽ cho nước mắm. Sau khi mình đảo đều xong, thấy cá đã chín rồi, mình rắc tiêu vào. Sau khi cá đã thấm đều gia vị và nó có độ thơm giòn của cá, đã xong, mình cho cá ra rịa. Thưa các bạn, như vậy là tôi đã chế biến xong cái món cá cơm dím mặn ngọt mà các bạn có thể làm ở tại nhà. Mong rằng các bạn sẽ làm món ăn lại tại nhà và ngon miệng trong bữa cơm gia đình. Cá khô là món ăn rất rẻ. Vào thời khó khăn, nó thường được rang khá mặn để ăn với cơm cho tiết kiệm. Ngày nay, kinh tế đã khấm khá hơn, nhu cầu về ăn uống và dinh dưỡng của mỗi gia đình đã được nâng cao. Và món cá khô cũng vì thế mà khi chế biến được giảm bớt vị mặn đi. Thêm vào đó là vị cay của ớt, thơm của tỏi. Và trên hết là vị giòn ngon của cá, làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Món cá khô dím mặn ngọt này, thứ nhất là mình phải lựa cái loại cá cho thật là trắng, màu sắc nó thật là đẹp. Còn phần đen của cá là mình không nên lấy cái phần đen của nó. Đấy. Với lại trước khi mình mua ở ngoài chợ về, mình cũng lưu ý là phải rửa cắt làm sạch cá. Tuy là món ăn rất dễ kiếm nguyên liệu và dễ chế biến, nhưng trong quá trình chế biến, các món ăn từ cá trỏng chúng ta cũng phải lưu ý để đảm bảo hương vị đặc trưng của loại cá này. Tùy theo sở thích và khẩu phần ăn của mỗi người, mỗi gia đình để thêm nếm các gia vị và độ chua mặn ngọt khác nhau để món ăn thêm phần hấp dẫn hơn. Thường thì đường là gia vị chính cho món ăn này. Đường sẽ có tác dụng làm cá khô chuyển màu vàng ruộm, rất bắt mắt và tạo độ ngọt cho cá. Vì thế, khi chế biến, chúng ta phải đảo đều và nhanh tay đến khi không thấy hạt đường nào bám trên cá nữa. Đến khi thấy đường tan ra hết và cá chuyển màu vàng ruộm, thì lúc đó cá đã chín và các gia vị đã ngấm đều. Cá khô thường được xem là món ăn dân dã hấp dẫn, có thể chế biến được nhiều món ngon, lại tiện sử dụng. Chúng ta có thể mua cá khô để sử dụng lâu dài trong gia đình. Đặc biệt, nên mua một ít cá khô để dành phòng những ngày mưa dầm lụt lội hay bão lũ, không đi chợ được thì trong nhà vẫn có món ăn ngon. Cái món cá tỏng và cơm này là những cái món mà để cho dân dã và là các người thập phương ở xa họ cũng rất ưa thích, vì cái món hải sản mà cả cơm vùng mình tự làm ấy thì nó sạch hơn mà chất lượng nó tốt hơn. Mà cái món này là đặc trưng cho cái gia vị chua mặn ngọt nên khách cũng rất vừa ý và rất ưa chuộng. Một số lưu ý khi chọn và chế biến cá chảm khô.
cho loại cá con đều và nhỏ, không quá to. Cá chỏng khô màu phải đỏ, trong còn phấn trắng bám ở hai bên thân. Không nên mua các loại cá đã bị ẩm, không còn giòn dai. Nên mua những loại cá chỏng khô giòn dai, có mùi thơm nồng. Loại bỏ phần đầu cá khi ăn để không cảm thấy nhám và đắng. Rửa sạch cá qua nước sôi để nguội, để ráo mới chế biến. Cá chẩm khô rất nhanh chín và hầu hết là chế biến các món ăn khô nên chúng ta phải lưu ý để lửa nhỏ và thời gian chế biến cho phù hợp, tránh cá bị cháy khét. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng cá chẩm khô để nấu các món canh chua trong các bữa ăn hàng ngày.